Việt Nam Vatican nhất trí tăng cường trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao. Ngày 17 tháng 5 năm 2024, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Đức ông Mirola Wachowski đã đồng chủ trì cuộc họp thường niên vòng 11 nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Vatican. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, chính sách đối ngoại và tôn giáo của Việt Nam, nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, khẳng định pháp luật về tôn giáo của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có công giáo hoạt động và phát triển theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong các hoạt động thiện nguyện, giáo dục, y tế, dạy nghề, v.v. đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ mong muốn cộng đồng Công giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện đường hướng hoạt động theo các huấn từ, sứ điệp của Giáo hoàng về sống phúc âm giữa lòng dân tộc, giáo dân tốt là công dân tốt. Bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam để tổ chức cuộc họp nhóm công tác hỗn hợp, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Mirola Wachowski chúc mừng những thành tựu về kinh tế, xã hội, đối ngoại của Việt Nam trong thời gian gần đây, vui mừng chứng kiến sự phát triển của cộng đồng công giáo với đời sống đức tin mạnh mẽ, nhấn mạnh Đức Giáo hoàng Francisco mong muốn cộng đồng công giáo Việt Nam thực hiện đường hướng giáo dân tốt là công dân tốt và khuyến khích cộng đồng công giáo đóng góp vào đời sống quốc gia. Thứ trưởng Ngoại giao Mirola Wachowski khẳng định Giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam và mong muốn sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới. Đánh giá cao quan hệ Việt Nam Tòa Thánh thời gian qua đã đạt được nhiều tiến triển nổi bật kể từ cuộc họp vòng 10 nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Vatican tháng 3 năm 2023. Trong không khí thân thiện, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao, duy trì cơ chế hợp tác đối thoại, nhất là tiếp tục phát huy vai trò quan trọng nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Vatican. Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Mirola Wachowski bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của chính phủ, chính quyền các cấp và địa phương của Việt Nam đã tạo điều kiện cho các hoạt động của đại diện thường trú Tòa Thánh tại Việt Nam.